Vào ngày 18 tháng 4 năm 2014, nhà làm phim Jennifer Peedham của phim tài liệu Sherpa ghi lại thảm kịch nghiêm trọng nhất từng xảy ra trên núi Everest. 16 người Sherpa, những người dẫn đường địa phương trên núi Everest, đã chết trong trận tuyết lở đó. Bộ phim tập trung vào những mối nguy hiểm và gian truân mà người Sherpa phải chịu mỗi mùa leo núi, để có được một phần nhỏ lợi nhuận mà những hiệp hội thám hiểm và chính phủ Nepal được hưởng từ những thiệt thòi của họ. Roughing it on Mount Everest. Hot towels and tea in the morning. Và trong khi du khách đang chuẩn bị cho cuộc leo núi trong những căn lều rộng rãi của họ, người Sherpa cung bái những vị thần núi, cầu nguyện cho một chuyến leo núi an toàn, trong khi gia đình họ nóng ruột chờ họ trở về. Làm bất cứ điều gì ở độ cao này cũng đều nguy hiểm và có thể gây chết người. Nhưng những chuyến thám hiểm đỉnh núi tốn kém được thiết kế để làm cho cuộc leo núi ít khắc nghiệt hơn lại chính là những thứ gây nguy hiểm cho tính mạng của những người leo núi, cũng như người Sherpa, theo lời ông Norbu Tenzing Norgay. Ông là con trai của ông Tenzing Norgay, người Sherpa đầu tiên leo lên đỉnh núi Everest. Chúng ta có thể làm giảm nguy cơ đó không? Có. Nếu mọi người không mang theo những máy đặc biệt và máy sưởi và miếng đệm để khách của họ có thể ngủ thoải mái, thì có. Bạn có thể làm giảm nguy cơ này. Bộ phim tài liệu nêu bật sự bất bình đẳng và cách biệt về văn hóa giữa người Sherpa. Những người xem việc leo núi là một cuộc hành hương, và người phương Tây xem việc này là một thử thách. Dù có những nguy hiểm, người Sherpa lệ thuộc vào hoạt động thám hiểm này. Mỗi người kiếm được khoảng 5.000 đô la một mùa leo núi, trong khi những người Sherpa làm nông kiếm được 700 đô la một năm. Nhưng khoản tiền đó chẳng là bao so với khoản tiền 70.000 hoặc 100.000 đô la mỗi người leo núi trả cho chuyến đi mà mình mơ ước. Phần lớn khoản tiền này vào tay những doanh nghiệp và chính phủ, theo lời ông Norbu Tenzing Norgay. Người Sherpa bình thường giờ được hưởng 15.000 đô la tiền bảo hiểm nếu có điều gì xấu xảy ra, và đó đã là tăng 5.000 đô la kể từ năm 2014. Tuy nhiên, nếu bạn quay trở lại một vài năm trước, khi có ai đó chết trên đỉnh Everest, một người Sherpa bình thường đã có thể xây một căn nhà và cho con đi học và mở một quán trà. Bây giờ, tiền bảo hiểm chỉ vừa đủ thanh toán chi phí một đám tang. Theo phim tài liệu, vụ tuyết lở vào tháng 4 năm 2014 là giọt nước làm tràn ly. 16 người chết cùng một lúc, đó là một cú sốc rất lớn. Khi người ta bắt đầu nhận thức đầy đủ sự việc, sự giận dữ hướng thẳng về phía chính phủ. Cái cảm giác rằng chính phủ vẫn luôn hưởng lợi từ sức lao động của người Sherpa, sinh mạng của người Sherpa, và chưa bao giờ đưa lại bất cứ thứ gì. Cố gắng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với số phận của mình, nhiều người Sherpa đang bắt đầu bỏ qua những doanh nghiệp leo núi để bắt đầu những cuộc thám hiểm của chính mình. Mục tiêu của họ là kiểm soát trải nghiệm leo núi và giữ cho bản thân và những người leo núi được an toàn, nếu không phải là thoải mái trên ngọn núi mà họ tôn kính.